Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quan chức Nga nói về loại vũ khí định hình xung đột ở Ukraine. Ukraine đã chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Nga trước 5 tháng. Israel, Brazil ăn miếng trả miếng sau phát biểu liên quan Gaza. Úc sắp có quy mô hải quân lớn nhất kể từ Thế chiến II. EU chọn Nhật Bản làm người đưa đò thâm nhập Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý liên quan đến trung tâm chiến sự Nga-Ukraine. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, xung đột giữa Nga và Ukraine đã được định hình lại bởi sự xuất hiện của máy bay không người lái. Ông Medvedev cho rằng, khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, rất ít người nói về máy bay không người lái. Mọi người cũng đã cho rằng cuộc chiến này sẽ diễn ra theo quy tắc cổ điển. Tuy nhiên, hóa ra thế giới đã thay đổi và công nghệ cũng thay đổi. Theo ông, trước sự ngạc nhiên của hầu hết chiến lược gia quân sự trên thế giới, máy bay không người lái đang chiếm ưu thế trong bối cảnh quân sự hiện đại. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 cũng tuyên bố rằng các máy bay không người lái sản xuất trong nước đang thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Cả Nga và Ukraine đều phụ thuộc lớn vào UAV trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua. Nga đang đổ nguồn lực lớn để phát triển thiết bị không người lái phục vụ cho cuộc chiến hiện nay. Trong khi đó, Ukraine cũng có cách tiếp cận đa chiều. Họ mua hàng chục nghìn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, phát triển máy bay không người lái đánh chặn, mở rộng khả năng phòng vệ trước các máy bay không người lái sát thủ của Nga, tăng cường sản xuất thiết bị không người lái trong nước. Hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin, quân đội Ukraine ở Donbass đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga ngay từ mùa thu năm 2021. Tư lệnh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Pavlyu, đồng thời là người phụ trách chiến dịch của lực lượng chung ở Donbass vào thời điểm bùng nổ chiến tranh toàn diện cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio Liberty rằng tất cả các dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ chạm trán với kẻ thù và không chỉ từ khu vực bị chiếm đóng ở Donbass, nơi Cộng hòa Nhân dân Luhansk và các nhóm chiến binh Cộng hòa Nhân dân Donetsk hoạt động mà còn từ lãnh thổ mới sắp nhập vào Nga. Vì vậy, vào mùa thu, Kiev bắt đầu thực hiện một số hành động nhất định để đáp ứng thành công và gây sát thương tối đa cho kẻ thù. Kiev nhận ra rằng sự cân bằng về tài sản và nhân sự đã và sẽ không có lợi, nhưng Kiev vẫn không còn sự lựa chọn nào khác và phải đứng lên vì toàn bộ Ukraine. Quan chức Ukraine cho biết, Ukraine đã chuẩn bị đẩy lùi một cuộc xâm lược toàn diện trong 5 tháng. Ngay từ tháng 1 và tháng 2, Ukraine đã nhận được tin nhắn từ tình báo quốc phòng Ukraine gợi ý rằng lựa chọn như vậy là có thể thực hiện được. Và vào tháng 2, Ukraine đã làm mọi thứ có thể để đối đầu với kẻ thù một cách chính thức. Tất cả các vị trí đều được tăng cường tối đa, mọi phương án có thể đã được tính toán, mọi lực lượng dự bị đều được di chuyển. Mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang quay cuồng vì mất một thị trấn quan trọng, giờ phải đối mặt với những điều kiện cực kỳ khó khăn dọc theo chiến tuyến với Nga vì viện trợ nước ngoài bị trì hoãn. Theo ông Zelensky, một cuộc tấn công tăng cường của Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine đã chứng kiến họ chiếm được thị trấn trọng điểm Avdiivka vào tuần trước trong một đợt tăng cường lớn trước lễ kỷ niệm 2 năm cuộc chiến ở Ukraine. Quân đội Ukraine cũng cho biết họ đang thiếu đạn dược và đạn pháo trầm trọng. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ bị trì hoãn. Ông Zelensky nói thêm rằng quân đội Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong việc giúp đỡ Ukraine, nhấn mạnh tình trạng thiếu pháo binh, phòng không tiền tuyến và vũ khí tầm xa. Trong tuyên bố mới đây, nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky cho biết, các sĩ quan hàng đầu của Ukraine và quan chức địa phương đã rời thị trấn Kupiansk ở vùng Kharkov trong bối cảnh lực lượng Nga đang tiến về phía trước. Ông Vodolatsky cho biết chuyến bay của các sĩ quan và quan chức Ukraine khỏi Kupiansk là tín hiệu gửi đến những người lính Ukraine đang tiếp tục ở lại thành phố. Tốt nhất là họ nên đầu hàng. Nghị sĩ Nga cho biết bước tiến của Nga trong khu vực sẽ làm giảm cường độ pháo kích của quân đội Ukraine. Hôm 19 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kupiansk trong 24 giờ qua, khiến đối phương thiệt hại 11 thiết bị, trong đó có một xe tăng Leopard do Đức sản xuất và một khẩu pháo Krab của Ba Lan. Tiếp theo chương trình là một số thông tin cập nhật diễn biến đáng quan tâm tại chảo lửa Trung Đông. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19 tháng 2 thông báo, Israel sẽ hạn chế một số quyền tiếp cận đối với các tín đồ theo đạo Hồi đến nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng lễ Ramadan sắp tới vì lý do an ninh. Liên quan đến tháng lễ Ramadan, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gavir cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra quyết định cân bằng cho phép tự do thờ phụng trong phạm vi đáp ứng những yêu cầu về an ninh.
Người phát ngôn chính phủ Israel Aaron Levy nhấn mạnh thêm rằng Israel chắc chắn đều rất hy vọng rằng tháng lễ Ramadan sẽ yên bình. Tất cả các bên không nên lợi dụng những gì lẽ ra là một lễ hội tôn giáo, thời gian để các gia đình quây quần bên nhau và sử dụng điều đó để thổi bùng căng thẳng tôn giáo như điều đáng tiếc đã từng thấy trong quá khứ. Phản ứng lại quyết định này, phong trào Hồi giáo Hamas đã ngay lập tức lên án các hạn chế mới. Các quy định về quyền tiếp cận địa điểm này thường xuyên là nguồn cơn gây căng thẳng, đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng như tháng lễ Ramadan. Năm nay dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng ngày 10 tháng 3. Israel và Brazil đã có động thái ăn miếng trả miếng khi triệu đại sứ của nhau liên quan đến việc Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva so sánh chiến dịch của Israel ở giải Gaza với cách Hitler đối xử với người Do Thái. Các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Brazil đã ra yêu cầu không rút lại bình luận về Gaza và mọi câu trả lời sẽ được đưa ra thông qua các kênh ngoại giao. Trước đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 37 tổ chức ở Addis Ababa, Ethiopia ngày 18 tháng 2, Tổng thống Brazil Lula đã lấy chính thảm kịch của người Do Thái để nói về tình hình người Palestine ngày nay ở giải Gaza. Bình luận này đã khiến phía Israel nổi giận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Lula đã vượt làn danh đỏ. Theo hãng tin AFP, ngày 19 tháng 2, Israel đã triệu đại sứ Brazil đến gặp Ngoại trưởng Israel Katz tại khu tưởng niệm Holocaust Yad Vashem ở Jerusalem. Trong một động thái ăn miếng trả miếng, Bộ Ngoại giao Brazil cũng cho biết họ đã triệu đại sứ Israel tại Brazil vào cuối ngày. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 2, Úc vạch ra kế hoạch kéo dài một thập niên nhằm tăng gấp đôi quy mô đội tàu chiến lớn của nước này và tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, Úc sẽ tăng số tàu chiến mặt nước lớn từ 11 tàu hiện nay lên 26 tàu. Úc cũng sẽ đóng 6 tàu khu trục lớp Hunter, 11 tàu khu trục đa năng và 6 tàu chiến mặt nước hiện đại không cần thủy thủ đoàn. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Miller cho biết đây sẽ là hạm đội lớn nhất mà Úc có kể từ Thế chiến thứ hai. Một số tàu chiến sẽ được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công tầm xa vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Để thực hiện kế hoạch trên, Úc tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, cao hơn mục tiêu 2% do các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặt ra. Được biết, Úc lên kế hoạch xây dựng hải quân quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến II trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á-Thái Bình Dương đang gia tăng nhanh chóng. Nhân ngày 19 tháng 2, ngày Tổng thống tại Mỹ, tờ The Hill đã công bố kết quả khảo sát do nhóm chuyên gia về tổng thống của Mỹ thực hiện. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng thứ 14 trong danh sách các tổng thống được yêu thích nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là cuộc khảo sát thuộc dự án Di sản vĩ đại của các tổng thống Mỹ thực hiện từ ngày 15 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2023 với 154 nhà sử học và chuyên gia về tổng thống Mỹ. Các chuyên gia này lựa chọn Abraham Lincoln là tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Cựu tổng thống Barack Obama được xếp ở vị trí thứ 7. Cựu Tổng thống tỷ phú Donald Trump ở vị trí thứ 45. Các nhà khoa học chính trị sáng lập dự án trên cho hay, đảng phái và hệ tư tưởng không có xu hướng tạo ra sự khác biệt lớn về tổng thể, nhưng cũng có một số điểm đáng lưu ý. Ngày 19 tháng 2, Liên minh châu Âu-EU quyết định khởi động tiến trình đàm phán với Nhật Bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng, trong đó EU tìm cách nâng quan hệ song phương lên tầm cao hơn. Kyodo đưa tin, ý định này được ghi trong một tài liệu của EU. Theo đó, khối châu Âu và Nhật Bản sẽ tìm cách tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin tình báo và đối phó với những cuộc tấn công hỗn hợp. Động thái trên diễn ra sau khi Nhật Bản và EU cam kết sẽ phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác an ninh trong tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 7 năm ngoái. Trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, gọi Nhật Bản là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tài liệu của EU nêu rõ. Hai bên là đối tác lâu dài trong lĩnh vực hòa bình, an ninh và quốc phòng, đồng thời đã phát triển đáng kể mối quan hệ trong các lĩnh vực này trong vài năm qua. Đồng thời, EU kêu gọi nâng quan hệ hợp tác với Nhật Bản lên cấp độ mới. Theo tờ The Wall Street Journal, thẩm phán ở Haiti đã truy tố 51 người có vai trò quan trọng trong vụ ám sát cố tổng thống Jovenel Moïse vào năm 2021, trong đó có cả vợ của ông. Cựu đệ nhất phu nhân Martine Moise bị cáo buộc là đồng phạm dù bà cũng bị thương nặng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, bản cáo trạng dài 122 trang của thẩm phán Walter Vonte không cáo buộc bà Moise lên kế hoạch ám sát cũng như không đưa ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào về sự liên quan của bà. Thay vào đó, văn bản nói rằng bà và những đồng phạm khác đã cho lời khai trái ngược với các nhân chứng. Theo đó, điều này cho thấy đệ nhất phu nhân Haiti có vai trò đồng lõa trong vụ sát hại. Bản cáo trạng cũng trích dẫn một trong những bị cáo chính trong vụ án nói rằng bà Moise đang âm mưu cùng người khác để giành chức tổng thống.
Các thông tin trên lặp lại những lời buộc tội trong đơn kiện hình sự do một công tố viên Haiti đệ trình lên ông Vete. Cáo buộc chính thức chống lại bà Vete là âm mưu sát hại. Cựu tổng thống Haiti, 53 tuổi, bị sát hại vào rạng sáng ngày 7 tháng 7 năm 2021 khi một đội biệt kích xâm vào dinh thự ở vùng ngoại ô thủ đô Haiti. Cố tổng thống và phu nhân bị bắn sau khi các tay súng xâm vào phòng ngủ và lục soát khắp nhà, dường như để tìm kiếm tài liệu và tiền mặt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.